Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì ba chị em mình thật sự rất là vui mừng luôn cho các bé mồ côi ở trường Khai Chí, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang được sự giúp đỡ và hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là gia đình cô chú Trần Mộng Hưng. Thì hôm nay thì ba chị em mình rất là vui đang có mặt ở cửa hàng Bách Hóa Tổng Hợp ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, thì mua một ít đồ cá nhân cho các bé và thêm một ít dụng cụ học tập nữa. Giờ mà các bạn cùng vô lựa những cái món vệ sinh cá nhân hàng ngày nha. Đi thôi. Đi vậy. Chào hai chị nha. Wow, sao nhiều thùng thế. Chào mọi người. Em qua đây chút nha chị. Đây. Mình sẽ mua cho các bé, thứ nhất là bàn chải đánh răng nè. Dạ. Kem đánh răng, dầu gội đầu. Và mua một ít dụng cụ học tập, nhưng mà ở đây không có dụng cụ học tập, mình chỉ mua đồ vệ sinh cá nhân cho nó hàng ngày trước đi. Dạ. Giờ có mấy sản phẩm nữa nè. Closet. Bếp. Thì mình muốn mua sản phẩm nào? Cái nào cũng được chị, cái nào tốt. Chị á thì chị thích nó tặng á, tặng cái ly. Hàng tặng cái ly này thì nó sẽ nhiều hơn. Cái này nhiều vậy, nó không có để giá. Hôm nay họ có xét giá sẵn ở trên không chị? Chắc mình phải hỏi á chị. Chị nhân viên ơi, ly sứ, tặng ly sứ luôn không? 35 ngàn hả? 35 ngàn hả? Sao em biết giá vậy cả? Để chị. Có cái tiền. Cái này sao không thấy nó nấy? Cái này nếu mà gì cần chị thấy ly sứ này cũng cao cấp, nó tặng này cũng tiện lợi cho mấy đứa nhỏ nè. Dạ. Con nó đựng nó xúc miệng luôn á. Ra đó anh coi chút xíu đi cả. Ra anh coi mấy cái hàng đó. Cái nào im thông thường hai đứa xài hàng ngày, xài ở nhà, xài nào im? Em xài BS, BS trà xanh. BS trà xanh. BS trà xanh im hơn phải không? Hình như nó có tặng cái gì, cái này không phải không chỉ biết trà xanh mà hàng tặng là thành cái này. Wow, không có cái ly luôn. Wow. Y chang không? Ủa, cái ly này có nguyên cái găng 4 cây. Không, không phải cái găng. Hình của cái chú gấu cười, hình trái tim coi. Nè, gỡ cái găng. Mình gỡ ra mình xem. Gỡ được không chị? Được. Cười có 4. Chị chủ đây dễ thương á. Đó. Wow. Thấy chưa? 4. Dễ thương quá chị ơi. Nãy giờ mấy chị mình vô cả buổi trời luôn các bạn mà chả thấy nha, mấy chị nhân viên đông mất tiêu hết trơn rồi. Cho nên là cho mình tự do thoải mái để lựa chọn những cái sản phẩm cho các bé nha. Đây em thấy là nên mua là một cái chai kem lớn với một chai kem nhỏ, chọn kem nào? Chị ơi, giá này bao nhiêu vậy chị? Giá này bao nhiêu để em test trên máy ha. Em thấy nãy có ghi chỗ này nè, mấy cái giá đây 35 ngàn nè. Cái mức giá này có giá rồi thì có, dưới thì chưa có. Hàng này hàng mới hả chị? Dạ. Nó được tặng ly im quá vậy? Chắc nó răng. Cái này là cái gì vậy? Muối biển và chanh, còn đây là trà xanh. Hai đứa thấy xài cái nào im? Em cũng không biết thưa chị, tại ở nhà thì chỉ xài có một loại rồi thôi à. Loại này chưa xài đúng không? Giờ để trong lúc mấy chị chờ chết giá mình ra trước mình lựa mấy dầu gội đầu đi không? Dạ. Có dầu nữa. Dầu gội đầu. Sexy girl, sữa tắm. Ly à? Mình có nên mua sữa tắm không? Resume. Gừng với lại trà xanh hả? Dạ. Cái đó là dầu ở đầu có nữa. Đô hay xăm xăm cắm ngăn? Đô, xinh xinh. Em thấy chai này dừa hay là chai này dừa? Cái nào cũng im chị. Hay là ly? Ủa này chết rồi, kem xả. Kem xả. Dầu xả không à? Lên bôi không? Thấy thằng bên tên là chị. Bentin hả? Bentin là 135 ngàn. 129 ngàn. Nam nữ đều xài được. Cái này 129 ngàn. Cái này của em 29 ngàn. 29 ngàn được tặng cái ly hả chị? Dạ, đúng rồi. Cái này được tặng cái khăn im vậy ta? Đúng rồi. Bentin nè. Bentin chị. Cái này dầu gội hả chị? Đúng rồi. Ôi, có thể cho em coi cái khăn được không? Gì mở ở trên nó không có dán cho bỏ trên. Nếu vậy thì mình mua cái này nó tiện lợi hơn quá. Nó có thêm khăn tắm nữa. Cái rồi hình như là có dán keo dính ở đây. Nên là cứ khoan. Wow. Gỡ cái đó ra coi đi, xíu mà chị sắp lại coi nó im không. Nếu im nó thì được cái khăn luôn thì càng tốt. Dạ. Tắm xong có gửi lâu tóc. Có đồ lâu tóc. Tại vì các bé nó cũng cần. Khăn em quá chị. Khăn im. Có chắc không? Còn gãi. Ôi, bằng chải này đẹp nè ta. Được gọi nào chứ chị? Chị lấy đồ này nè, chị ưng lửa tới lửa lui được cái này nè. Cái này đẹp quá vậy. Cái này, cái chai ly này to. Dạ hả? Với lại cái chai ly kia, với lại cái chai dầu gội kia chị. Ừ. Nó tặng khăn nhưng mà vấn đề là nó không đủ số lượng. Không đủ số lượng. Chị? Dạ, chỉ có cái này mới đủ thôi. Dạ.
Vậy theo cái này tốt không hai đứa? Dạ. Nhìn lấy sạc cái đó nha. Cái này bao nhiêu chị? Cái này 7.000 một cây hả chị? 7.000 hả? À cái này 29.000. 29.000. Dạ. Còn cái chai ly này cái này bên em cửa hàng em đang giảm giá, chị lấy số lượng lớn 109.000. Nếu giá thường 135.000. Số lượng lớn 135.000. Chị lấy số lượng lớn là bên cửa hàng em đang giảm. Vậy là trên bao nhiêu mình lấy là chị bên em giảm giá? À, chị lấy khoảng số lượng lớn đi rồi tụi em giảm giá. Hiện tại bây giờ tụi em cũng đang giảm giá 109.000 một chai mà. Ờ. Dạ. Cái này xài im không chị? Cái này xài tốt ha. Dạ. Em xài cái này luôn á chị. Y chang luôn, y chang cái màu. Là 7.000. 29.000. Rồi chị soạn hàng giúp em ba loại này nha. Mỗi loại là 95. Dạ. Mỗi thứ là mỗi loại cái nào cũng 95 đúng không? Dạ đúng rồi. Cảm ơn chị. Rồi ghi cho em cái bill báo giá luôn. Dạ. À, sau một lát thì mấy chị em mình lựa chọn á, thì mấy chị ở đây á, cũng chuẩn bị những cái phần hàng thùng hàng cho mình rồi nè các bạn. À, mỗi thứ á, thì kem đánh răng thì chuẩn bị là 95 phần. Của cặp thì cảm. Nè, đây. Dầu gọi hả? Dầu gọi là 95 phần. Xà bông. Rồi cho em xin cái giá luôn. Còn ở đây vận chuyển sao chị? Chị ơi, chị nào nói chuyện với em được. Hả? Dạ, dạ ở đây tiền ship không tính gì. Tiền ship không tính hả? Dạ. Mấy chị cứ bình thường với em đi, đâu có gì đâu mà mấy chị sợ em dữ vậy. Em lại gần chút xíu cho đừng đỡ sợ nha. Kem đánh răng kem đánh răng cộng thêm tặng phẩm đó phải không chị? À, tặng thêm một chai kem đánh răng nhỏ. Một chai 95. Dạ không, cái đó là phẩm á chị, kèm vô là mấy em không có tính tiền. À, cái chai lớn là 29.000. Dạ, còn chai nhỏ là tụi em mình tặng thêm. Dạ. Ly à. Cảm mua sai ha Cảm. Thích hả? Này là chở tới đâu cũng không có tính tiền ship nữa nha. Dạ đúng rồi, tại giấc kia anh em có nói là tiền ship luôn. Dạ. Anh chủ hả? Dạ. Không thấy chị chủ luôn ha. Shop nữa, một giọt shop, ba mọc thôi. Một giọt shop chị đâu có mua. Rồi. Tôi lấy một giọt shop. Vậy là chị lấy có ba thứ rồi phải không chị? Ủa, một giọt shop hả? Tặng phẩm cho chị thêm hả? Dạ, dạ không. Rồi của mình mà cứ ngọt. Có mua thêm một giọt nữa hả chị? Không, chị tặng phẩm thêm á. Dạ không, có cái đó là tặng là ly em tặng ly. Ôi, tặng ly luôn hả? Đúng rồi, dạ. Tặng tới 18 cái ly rằng đó chị. Tặng 18 cái hả? Được sao chị mua xuống tặng thêm 18 cái nữa. Được sao xuống 18 cái nữa, chẳng 95 cái là đủ đó. Mình tới 95 cái là mà có 18 cái sao xài. Còn nữa không cưng? Còn nữa không chị? Tại vì tụi em tặng. Tụi em tặng thôi, nó vẫn chơi thôi. Có bao nhiêu thì mình sẽ cho các bé ở trường mồ côi bao nhiêu. Ly 18 cái. Cảm, mua đi Cảm, chị tặng cho 1 cái. Nó mua rồi chị, nó mua lên cho cái đánh răng rồi. Bao nhiêu? Lẹo mua chọn bộ đi, chọn bộ đi. Vệ sinh cá nhân hàng ngày rồi. Các bạn muốn đi sữa không? Qua đây nè Cắm, qua đây sữa nè, mua cho bo không Cắm? Ủa mình tính nháp lại nữa hả chị? Ngoài tặng ly em 18 cái là hết rồi ha. Dạ. 865. Có thể là cho em mấy đứa em kiểm tra hàng lại cái được không chị? Dạ, đếm đi Cẩm nha. Dạ. Đếm nào? Đủ 95 không? Để khi mà vô cái thiếu cái mình chạy từ đó ra đây rất là xa. Có một cây hai cây thiếu là phải chạy về lấy đó. Đủ không Cẩm? 109. 10.355. Dầu gọi không là 10.355.000. Dạ. Dạ rồi. Nè Cắm. Này của em hả? Dạ không, không của em. Dạ cô chú ơi, đây là cái quá đơn bán lẻ mà tại cửa hàng Bách Hóa Tổng Hợp mà tính cho con nha. À, đây là các bạn ghi là kem đánh răng là số lượng là 95, giá là 29.000. À, rồi bàn chải là cũng 95 phần luôn. À, giá một cái là 7.000. Dầu gọi lia là cũng là 95 luôn, số lượng là 95. Thì đơn giá là 109.000 cho một chai.
thì tặng cho con luôn thêm là 18 cái ly nữa, thì con cũng đem vô trường cho các bé luôn. Tổng số tiền hiện tại con mua 3 món đồ là 13.775.000 đồng. Này con gửi. Ở đây thì giá ly ở ngoài thị trường hiện tại là bán là 135.000 một chai. Nhưng mà cửa hàng ở đây bán cho con cái giá sỉ luôn á, giảm giá là 109.000 một chai thôi. Tổng cộng số tiền thì con trả cho cửa hàng là 13.775.000. Rồi giờ em gửi tiền nha. Này 13 triệu. Bảy trăm bảy mươi lăm ngàn. Rồi em hỏi là chị 225.000 hả chị? Chắc chưa? Chắc chưa? Rồi cảm ơn nha. Thôi cặp với cưng. Đây em. Chà. Em sẽ chọn cuốn tập này, 5.000 một cuốn. 5.000 cái cũng được lắm chị. Không có kém viết nữa. Sau một hồi thì mấy chị em mình lựa chọn rồi các bạn ơi. Cẩm lựa chọn rất là kỹ lưỡng luôn nha. Lấy cái quyển 5.000 thì mấy chị em mình sẽ lấy 950 quyển. Mỗi bé sẽ được 10 quyển. Rồi ngăn thì lựa được những cái bút chì. Bút chì. Bút chì thì phải kèm theo gì? Gươm. Bốn cục gươm luôn. Rồi ở đây bút mực thì có thêm thước. Rồi. Giờ chị chủ tính giùm em nha. Tập 5.000 á thì em sẽ lấy là mỗi bé là 10 cuốn. 10 cuốn. Mà 95 đứa thì là 950 cuốn. 950 đẩy luôn. Rồi, cục gươm. Hộp viết này thì mỗi bé sẽ được 4 cây. 4 cây. Chia ra là khoảng 1 mét. Một hộp này là nhiêu ta? Một hộp 20. Cây. Mỗi bé thì 4 cục gươm chị, một bịch vậy, một bịch là 95 bịch, thước một cây luôn. Rồi, chị Kiều biết tính chưa? Dạ, phải không? Rồi lấy số lượng cho em nha. Dạ. Nãy giờ thì chị Kiều có viết cho mình cái hóa đơn bán lẻ này các bạn. Viết xanh thì mình mua 19 hộp. Với số tiền là 874.000. Tập thì mình mua 950 quyển. Với số tiền là 4.750.000 đồng. Gom á, thì mình cũng mua 95 luôn là 190.000. Thước mình cũng mua 95 luôn là 133.000. Viết chì cũng 95 phần là nhiêu hả chị? 123.000. Tổng cộng với số tiền là 6.070.000 đồng. Là hết luôn hả chị Kiều? Đúng rồi. Dạ rồi, vậy em trả tiền chị luôn nha. Hộp bảo 9.000 á, hộp bảo. Rồi, rồi 12 nhân cho 3 lấy hộp sáp. Sáp nguyên 12 cây đi cưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.070.000. Cưng đại chút nha. Rồi em gửi chị. Em đưa chị 6.500.000. Đúng rồi, đây chị gửi cưng. Đúng rồi, chị gửi đúng rồi.